Đề thi giữa học kỳ 1 môn hóa, mã đề 282. Chữa đặc trị cho những bạn mà lớp 12 mà sợ hóa, nát hóa với mục tiêu là lên 8, 9 cộng. Câu số 1, monosaccharide. Thế thì ở đây thầy nhắc lại kiến thức lý thuyết để cho một vài các bạn nhớ này. Thì carbohydrate ấy, các bạn cần nhớ nhá, carbohydrate nó chia thành 3 loại. Chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là monosaccharide. Thì cái loại monosaccharide này này thì nó bao gồm là glucose và fructose. Hai này nó là đồng phân của nhau. Chú ý nha, những từ chốt nha. Nó là đồng phân của nhau. Và nó cùng có chung công thức phân tử là C6H12O6. Các bạn nhớ chưa? Cái anh thứ hai là anh disaccharide. Đi là hai. Được chưa? Disaccharide thì mình có hai anh. Được chưa? Là một anh là saccharose và một anh là maltose. Maltose. Đấy, tiện thể ôn lại cho các em. Và anh saccharose và maltose này cũng là đồng phân của nhau. Cũng là đồng phân của nhau. Và chúng nó cùng có chung công thức là C12H22O11. Được chưa? Và cuối cùng là một anh polysaccharide. Polysaccharide là anh tinh bột và anh cellulose. Tinh bột và cellulose. Cellulose. Nhưng rất tiếc, tinh bột và cellulose không phải là đồng phân của nhau, các bạn nhớ nhá. Mặc dù công thức phân tử của nó trông hơi giống nhau, C6H10 O5 tất cả n lần. Thế các bạn biết là tại sao cái anh tinh bột và cellulose lại không phải là đồng phân của nhau không? Cái chỗ này nhiều bạn bị nhầm lắm đấy. Các bạn biết tại sao không ạ? Bạn nào biết lý do tại sao tinh bột và cellulose lại không phải là đồng phân của nhau nói thì biết được không? Tại sao ạ? Tại sao ạ? À thế này này. Bởi vì số mắt xích của tinh bột và cellulose nó khác nhau nên nó không phải là đồng phân của nhau. Ok chưa? Hiểu chưa? Vậy ở đây này, chất nào sau đây là monosaccharide? Ôi trời ơi, chính xác luôn. Ôi, hỏi có mỗi thằng monosaccharide mà thầy Minh lại lôi ra một đống như này đúng không? Thực ra là thầy muốn ôn để cho các em nhớ hơn. Thế thì vậy monosaccharide ở đây chúng ta chỉ có thể là glucose nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem câu số 2. Câu số 2 là một câu về đồng phân. Và những bạn nào đã nắm trọn cái skill về đồng phân của thầy rồi thì làm câu số 2 cực kỳ ngon lành. Đúng không? Số lượng các câu hỏi về đồng phân trong đề thi giữa học kỳ sẽ chiếm một số lượng cực kỳ lớn. Bởi vì người ta sẽ hỏi về đồng phân của este. Được chưa? Đồng phân của amin. Chưa kể lại là đồng phân đơn chức của những anh có dạng công thức CnH2nO2. Chưa kể là những anh đồng phân triglyceride nhá. Là những câu hỏi về đồng phân khá kinh điển. Ok, đây tuyên dương của bạn nhớ không, nhớ skill đồng phân đấy này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Rất chính xác. Ok em. Nào bây giờ chúng ta giải nhá. Chúng ta cùng giải theo skill của thầy nhá. Những bạn nào mà không biết về skill của thầy thì vui lòng comment xuống phía dưới là em xin phương pháp đồng phân của thầy với ạ. À, nhá. Để mai thầy lọc ra thầy gửi cho từng bạn một. Được không ạ? Những cái link của những cái buổi live trước. Và bây giờ chúng ta đi vào cái câu số 2. Các bạn cùng chú ý, cùng để ý kỹ skill đồng phân của chú Minh đây này, của thầy Minh đây này, nhìn nhá. Bây giờ đề bài hỏi là hữu cơ đơn chức mà C4H8O2 thì đơn chức C4H8O2 là nó thuộc dạng R1COOR2. Thầy nghĩ rằng là những bạn nào mà chỉ coi ngày hôm nay cũng có thể làm được. Vậy ở đây mình sẽ xét về số nguyên tử carbon, mình sẽ có R1, các bạn nhìn kỹ nhá. Cộng R2 bằng bao nhiêu? Thì mình nhìn này, 4 trừ đi 1 bằng 3. Và bây giờ mình phân tích 3 thành tổng các số hạng nhá. 3 bằng 0 cộng 3 này, 1 cộng 2 này, 2 cộng 1 này, 3 cộng 0. Tại đây câu hỏi đồng phân hữu cơ đơn chức. Đơn chức thì xét cả este. 3 cháu này là este. Cháu này là axit. Đúng không ạ? Bây giờ câu chuyện rất đơn giản, chỉ cần đếm thôi. Đếm như thế nào? Đếm này. 3, 4,
5 2 4 8. Đó, 3 4 5 2 4 8. Ok không? 0 1 2, chỉ có 1 1 1. Các bạn cùng nhìn sự ảo diệu ở đây nhá. Các bạn cùng nhìn sự ảo diệu ở đây nhá. 0 1 2 này, chỉ có 1. 0 1 2 chỉ có 1. 3 có 2. Vậy mình có này, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2. Vậy tổng cộng mình sẽ có 2 cộng 1 cộng 1 cộng 2 bằng 6. Vậy suy ra chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 đồng phân đơn chức của anh ấy. Các em thấy xịn chưa? Anh em thấy xịn không? Các bạn thấy xịn không? Nếu các bạn thấy xịn, hãy vui lòng giúp thầy chia sẻ lại buổi học này, bởi vì đây là buổi học free, bởi vì đây là một skill cực kỳ kinh khủng. Những bạn nào muốn sở hữu skill này thì có thể comment ở dưới phần comment là em xin phương pháp đồng phân. Mai thầy sẽ gửi cho người ta link video chi tiết. Ok. Việt Nam nói là làm nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Câu số 3 nào. Câu số 3. Công thức chung của Eteno đơn chức bạch khẩu là gì? À, công thức chung của Eteno đơn chức bạch khẩu là gì? Eteno đơn chức bạch khẩu. Ui, cái này ai cũng biết đúng không? Nó là gì? CnH2nO2. CnH2nO2 nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. CnH2nO2. Đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án D. Ok không? Tiếp tục ạ. Nào, tiếp tục ạ. Câu số 4. Câu số 4. Câu số 4 của chúng ta đáp án gì các em ơi? Câu số 4 của chúng ta đáp án gì ạ? Phân tử xác carozơ được tạo bởi, nào, phân tử xác carozơ được tạo bởi từ những cái gì? Phân tử xác carozơ thì phân tử xác carozơ thì nó được cấu tạo bởi gì ạ? Một gốc alpha glu và một gốc beta group. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok không ạ? Câu số 5 ạ. Bạn nào muốn mua sách hay muốn mua khóa học thì vui lòng inbox cho fanpage của thầy nhé. Hiện tại thầy đang có khóa học S1. Đó, S1 thầy mới dạy đến bài amino acid thôi và chia dạng cực kỳ kỹ càng, và những bạn vào sau thì hoàn toàn có thể coi lại trên app học tập, coi lại từ bài đầu tiên luôn, cực kỳ xịn và có cả tài liệu nữa. Những bạn nào mà muốn mua sách thì vui lòng inbox cho fanpage của thầy. Thầy có rất nhiều cuốn sách hay, ví dụ như cuốn sách 400 câu lý thuyết đếm là chinh phục cái phần mà các em sợ nhất, và cái cuốn sách thứ hai là cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai nhá, là những cái câu mà chuyên luyện về lý thuyết dành cho tất cả các bạn và các em. Ok ạ. Mình sang câu số 5 ạ. Phân tử carbohydrat thì luôn chứa nhóm chất nào? Phân tử carbohydrat thì luôn chứa nhóm chất nào ạ? Nhóm chất nào các em nhỉ? Nhóm chất nào? Không, không phải nhóm chất CHO đâu, các bạn chọn nhầm rồi. Bởi vì làm sao ạ? Glucose thì chứa nhóm chất CHO, chứ còn fructose thì nó có chứa nhóm chất CHO đâu. Đúng không ạ? Mà phân tử carbohydrat thì luôn luôn chứa nhóm chất OH. Nhá. Đấy. Nhiều bạn bị nhầm lắm, nhiều bạn bị sai lắm. Rất là may mắn cho các bạn là tối nay chúng ta ngồi đây và học với nhau. Câu số 6, lại một cái câu về skill đồng phân. Lại một câu về skill đồng phân đấy ạ. Những bạn nào mà đã học thầy buổi trước rồi có thể comment cho thầy biết xem là C4H11N có bao nhiêu đồng phân bậc 1 không ạ? Nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào, thầy cần tốc độ, thầy cần tốc độ ở đây. Còn những bạn nào mà chưa biết, còn những bạn nào mà chưa biết thì bây giờ cùng quan sát nha. Nhẩm vèo phát ra luôn. Nhìn này, nhìn kỹ này. Amin bậc 1. Vậy phân tích thành tổng một số hạng. Nhìn nha, 4. Đọc này. Đọc này, đọc này. Nghe kỹ này. 3 4 5 2 4 8. 4 có 4, suy ra chọn 4 đồng phân amin bậc 1. Xịn chưa? Xịn chưa? Với skill này không thể nào sai được. Những bạn nào mà cần cái skill này thì có thể
comment xuống phía dưới là thầy cho em xin phương pháp skill cực kỳ kinh khủng của thầy nha. Đây là một trong những skill kinh dị nhất chuyên sử dụng để chinh phục mọi loại động vật. Câu số 7 ạ. Chất nào sau đây không tác dụng được với nào hoặc? Chất nào sau đây không tác dụng được với nào hoặc ạ? Quá xịn đúng không? San phẳng mọi thứ. Chất nào sau đây không tác dụng với nào hoặc ạ? Lưu ý thầy từ không nhé. Không tác dụng với nào hoặc. Không tác dụng với nào hoặc cơ ạ. Thì chúng ta lưu ý rằng là NaOH của chúng ta là cái dung dịch mà có tính kiềm. Thế thì cái thằng CH3COH này là axit thì chắc chắn nó tác dụng rồi này, loại bỏ này. Đúng không ạ? Anh CH3CO, CH3 này là este chắc chắn tác dụng này, loại bỏ này. Anh CH3 nữa đây là amin, amin có tính bazơ nên chắc chắn không tác dụng với NaOH, nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Thầy Tuyên Dương tất cả các bạn chọn đáp án C nhá. Ok. Câu số 8 là một câu hỏi về kiến thức học thuộc. Tripanmitin thì có công thức khoa học là. Tripanmitin thì có công thức khoa học là gì ạ? Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Tripanmitin thì có công thức khoa học là gì? Thì chúng ta phải nhớ nhớ từ tripanmitin thì mình nói đến đây mình phải nhớ về bốn cái anh axit béo. Thứ nhất là anh axit stearic. Aric. Công thức là C17H35COOH. Được không ạ? Anh thứ hai là anh axit oleic. Tiện thể để nhắc lại lý thuyết cho các em nhá. Oleic. Công thức là C17H33COOH. Anh thứ ba là anh axit lin oleic. Được không ạ? Thì công thức của nó là C17H31COOH. Và anh cuối cùng là anh axit palmitic. Palmitic chúng ta vừa làm đề, chúng ta vừa ôn lại kiến thức cũ để chúng ta nhớ được C15H31 mà còn làm bài thi COH. Vậy bây giờ đề bài hỏi là tripalmitin. Tri có nghĩa là 3. Tri ở đây có nghĩa là 3 các em nhé. Và 3 là nó sẽ có là ba gốc của axit palmitic. Vậy từ đó mình suy ra nó sẽ có công thức của tripalmitin. Tripalmitin nó sẽ là C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Và ngay lập tức mình chọn được đáp án luôn. Đó là đáp án gì ạ? Đáp án đúng chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Ok chưa? Ok chưa? Xịn chưa? Đấy nhá. Hôm nay nhá, thầy vừa dạy, thầy vừa ôn lại kiến thức lý thuyết cho các em nhá. Câu số 9. Các bạn chú ý rằng là các buổi live sẽ được thực hiện liên tục hàng tuần để trợ giúp dành cho tất cả các bạn và các em trong cái kỳ thi giữa học kỳ sắp tới. Và thầy cũng mong muốn rằng là cái sự trợ giúp này của thầy sẽ làm cho các em bứt tốc về mặt điểm số. Và các em chú ý rằng là không quên là click nút chuông, đặt theo dõi xem trước fanpage để có thể nhận tài liệu liên tục để ôn tập học kỳ 1, giữa học kỳ 1 điểm thật cao. Câu số 9. Hồ tinh bột tác dụng iốt thu được hỗn hợp có màu gì? Thì cái phản ứng giữa hồ tinh bột và iốt hay là iốt và hồ tinh bột nó chính là cái phản ứng đặc biệt nhất để chuyên để nhận biết hồ tinh bột và iốt. Với lớp 10 thì chúng ta là chuyên dùng hồ tinh bột để nhận biết iốt, còn với lớp 12 thì mình lại sử dụng gì ạ? Chuyên sử dụng iốt để nhận biết hồ tinh bột. Đúng không ạ? Vậy thì hồ tinh bột mà tác dụng với iốt thì nó cho chúng ta hỗn hợp màu gì ạ các bạn? Màu gì ạ? Màu xanh tím nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Ok, Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án câu 9 đáp án C. Ô thế mà vẫn có bạn chọn nhầm A này. Toàn chưa? Câu số 10, eo câu 10 dễ thế. Câu 10 dễ quá luôn. Tên gọi hợp chất này là gì ạ? Cách gọi tên của este thì gọi tên của gốc. Đấy. Gốc này gốc CH3 đúng không ạ? Gốc CH3 thì nó có tên gọi là metin. Và tên thường của axit. Vậy cháu này nó là metin acetat các bạn nhá. Câu này thì thầy nhìn thấy rằng là câu này quá dễ rồi, chẳng có bạn nào sai cả. Câu 11 ạ.
phản ứng este hóa. Câu 11 ạ. Phản ứng este hóa giữa ancol etylic C2H5OH và axit acetic CH3COOH để tạo thành sản phẩm là CH3COOC2H5 thì nó có tên gọi là gì ạ? Etin acetat. Đúng không? Etin acetat nhá. Câu 11 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ô thì đã chưa đến câu 12 đâu mà các bạn comment câu 12 nhanh thế. Bình tĩnh nghe về 11 đã. 11 đã. 11 đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Etin acetat. Đáp án chính xác là đáp án A các em nhá. A. Ui câu 12, câu 12 còn dễ nữa. Chất nào sau đây là amin bậc 1? Thực ra trong quá trình học amin ấy thì các em sẽ rất là hay gặp khó trong cái việc mà phân biệt lúc mới đầu học cơ. Thì các em sẽ rất là gặp khó trong cái quá trình là phân biệt đâu là amin bậc 1, đâu amin bậc 2. Bởi vì là cái định nghĩa trong sách giáo khoa nó cũng hơi gọi là khó hiểu với các em. Định nghĩa trong sách khoa nói về amin bậc, về bậc của amin thì nó chính bằng là số nguyên tử hydro của phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hydrocarbon. Nghe rất khó hiểu, đúng không ạ? Vậy bây giờ thầy sẽ làm cho nó dễ hiểu hơn nhé. Đây các em cứ auto mặc định như thế này. Amin bậc 1 thì nó có dạng RNH2. Amin bậc 2, đúng không ạ? Thì nó có dạng R1NHR2. Còn amin bậc 3 thì nó có dạng R1NR2 và R3. Thế cho dễ. Vậy chốt lại là thế này. Bậc 1 thì cứ có nhóm NH2 là bậc 1. Bậc 2 thì cứ có nhóm NH là bậc 2. Và bậc 3 cứ có N là bậc 3. Các bạn hiểu không ạ? Các em hiểu bài không ạ? Các bạn hiểu bài thì chấm một cái nhé. Thì biết là các bạn hiểu bài. Im lìm là không biết đâu. Nếu mà không hiểu thì bảo thầy ơi em không hiểu để thầy còn có thể giảng sâu hơn. Còn nếu mà hiểu thì phải chấm cái. Thì thầy mới biết để mà thầy còn lướt sang câu khác chứ. Ok nhá, cảm ơn các em nhá. Nào tiếp tục. Vậy quay trở lại về đây thì mình sẽ có rằng là amin bậc 1 thì nó sẽ là có nhóm NH2. Nên đáp án đúng của chúng ta câu 12 nó sẽ là đáp án C. Được chưa? Cảm ơn tất cả các bạn đã thả chấm nhá. Nếu mà các bạn thả tim thì thầy còn yêu quý các bạn hơn nhiều nữa. Câu 13. Loại hợp chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? Loại hợp chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? Ui, hát nước bạn. Loại hợp chất nào sau đây ạ có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? Thì amino acid nó có dạng là gì ạ? RCOOH NH2 có chứa nitơ chưa? Có rồi. Chất béo thì chỉ có gì ạ? CHIOZ chỉ có CHO thôi. Ancol thì cũng vậy, chỉ có CHIOZ thôi. Đấy, cho nó khác nhau. Carbohydrate cũng thế, chỉ có CH và O. Vậy ở đây chứa nguyên tố nitơ trong phân tử là chứa nhóm NH2 và nó chỉ có thể là anh amino acid mà thôi. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nha các em nhá. Vậy tại vì ở bên trên thì có một cái câu hỏi là số đồng phân đơn chức có công thức phân tử là C4H8O2. Đúng không? Thì khi mà câu hỏi là số đồng phân đơn chức thì mình phải xét cả đồng phân acid và đồng phân este. Nhưng ở đây đề bài của thầy chỉ hỏi là đồng phân STX. Các bạn nhớ nhá, hỏi gì trả lời đấy thôi. Thế thì khi mà đề bài hỏi chúng ta là đồng phân STX thì có nghĩa là mình đi xác định là C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este. Vậy thì câu chuyện ta là đưa về đồng phân este là R1COOR2. R1 lớn bằng 0, R2 phải lớn bằng 1, đấy là điều kiện. Và mình có là R1 cộng R2 bằng 3. Và phân tích gọi 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Đúng không ạ? Lại nhầm cùng thầy nè. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 3 có 2, 1 có 1, 0 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1,
2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, đáp án khác. Các bạn có thấy phương pháp đồng phân của thầy ảo diệu không? Bao nhiêu bạn muốn phương pháp đồng phân thì comment xuống nha. Comment xuống phía dưới nha. Comment xuống phía dưới là thầy cho em xin phương pháp đồng phân nha. Ok. Ở đây có bạn hỏi là nếu nó đói thì sao? Xin phép em. Cái phần đói nó là một phần khá là dài và cần chứng minh khá là sâu. Thì cái thời lượng mà ở trong những cái buổi live ngoài fanpage này rất khó để có thể nói về những cái phần khó và sâu và rộng như vậy. Nên thầy xin phép là thầy đã dạy rất là kỹ của cái phần đồng phân no và không no cũng như là thơm ở bên trong cái khóa S1 của thầy, khóa nền tảng. Xin phép tất cả các bạn và các em. Nhưng mà thực ra thì đa số đề bài hỏi là gì? No, đúng không em? Tiếp tục nhá. Câu 18. Vừa mới viết xong, vừa mới học xong, các bạn cùng chọn xem câu 15 đáp án gì? Gì ạ? Acid formic HCOOH vớt acid adipic HOOC 1, 2, 3, 4, 5, 6 OOH vớt tiếp acid acetic CH3COH vớt tiếp acid stearic C17H35COOH lấy luôn, vừa mới học xong. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu 16. Thủy phân este CH3COCH3 trong dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm gì? Thì cái này mình viết phương trình thôi ạ, dễ quá. Các bạn cùng chọn đáp án cho thầy xem nào, xem là đáp án gì nào. CH3COCH3. Các bạn chú ý nhá, đây là buổi đầu tiên thầy ôn cho các em về phần giữa học kỳ 1 nên chưa có nhiều câu khó và khoai hay là mức độ vận dụng hay vận dụng cao trong này. Và những câu mức độ vận dụng và vận dụng cao thì nó sẽ ở những buổi phía sau khi mà các em nắm chắc được kiến thức nền tảng hơn. Đúng không ạ? Trong dung dịch NaOH, thầy trở tiếp nhá. Thì mình sẽ tạo thành gì? CH3COONa cộng với lại CH3OH. Vậy sản phẩm của chúng ta là CH3COONa và CH3OH. Đáp án đúng là đáp án C. C nhá. Câu 17 ạ. Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ tạp chất ạ? Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ tạp chất? Thế thì mình phải hiểu đơn chất là gì, đa chất là gì và tạp chất là gì. Đơn chất, đơn chất là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ chứa một nhóm chất, chỉ chứa một nhóm chất. Ví dụ CH3OH CH3COOCH3 CH3NH2 được không ạ? Đấy, vân vân, đấy là đơn chức. Vậy là dựa vào định nghĩa này thì mình nhìn thấy ngay đáp án A là đơn chức và đáp án D là đơn chức. Được không ạ? Các bạn chú ý nha. Đa chức, nhiều bạn bị nhầm lẫn chỗ đoạn này lắm. Đa chức là gì? Đa chức là phân tử chứa lớn hơn hai chức nhưng mà lại cùng thuộc một loại nhóm chức, một loại nhóm chức, được chưa? Ví dụ như đây, ethylene glycol, ví dụ như glycerol. Đấy, ethylene glycol là chứa hai nhóm chức OH cùng thuộc hội nhà OH. Ethylene glycol là chứa ba nhóm chức OH cùng thuộc hội nhà OH nên nó được gọi là đa chức. Vậy mình nhìn này, B là đa chức bởi vì có hai nhóm chức cùng thuộc hội COH. Thế còn tạp chức ạ? Tạp chức là phân tử nó sẽ chứa từ hai loại nhóm chức, từ hai loại nhóm chức trở lên, từ hai loại nhóm chức trở lên. Mà mình nhìn thấy ví dụ IC đây, trong phân tử
của IC có một nhóm COH, một nhóm N2, khác nhau chưa? Mà đúng là hai nhóm chức nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Các bạn hiểu chưa? Dễ không ạ? Thế thì cái phần này các bạn hay bị nhầm là nhiều lắm, nên là các bạn nhớ lưu lại nhé. Các bạn nhớ lưu lại để mà sau này đến lúc nào mà thắc mắc ấy, thì mình coi lại cái chỗ đoạn này thì các bạn có thể nhớ sâu hơn về phần nhóm chức, một trong số những phần mà các em rất hay bị nhầm lẫn, bị sai lầm. Câu 18, bởi vì chúng ta chưa bao giờ được định nghĩa công thức hóa học của glucose. Ui, dễ ợt. C6 là 12 sao. Câu 19, lại một câu đồng phân này, các em nhìn thấy chưa? Nắm được skill đồng phân của thầy nó bá đạo lắm. Chỉ cần nắm được skill đồng phân của thầy thôi thì chinh phục mọi. Tại các em nhìn không, từ nãy giờ gặp bao nhiêu câu đồng phân trong đề thi giữa kỳ rồi. Thế để nói đúng không ạ? Trọng tâm của đề thi giữa kỳ là đồng phân. Và chúng ta phải bá chủ đồng phân thì chúng ta mới đạt điểm cao được. Chiến đấu tiếp nhá. Câu 19 này, nhìn sự ảo diệu này. Bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C3H9N. C3H9N nhá, C3H9N. Thế thì khi mà làm đồng phân, đây là bọn amin rồi, làm đồng phân amin thì mình nhầm là có đồng phân amin bậc 1, có bậc 2, có bậc 3. Bậc 1 là một số hạng tổng bằng 3 carbon này. Bậc 1 là một số hạng là 3. Bậc 2 là hai số hạng. 1 cộng 2. Bậc 3 là ba số hạng. 1 cộng 1 cộng 1. Câu chuyện là đơn giản. Quá đơn giản luôn. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. 3 có 2. 1 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 1 có 1. Được chưa? 2 đồng phân bậc 1. 1 đồng phân bậc 2 và 1 đồng phân bậc 3. Cộng tổng lại mình có 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4 đồng phân. Vậy suy ra C3H9N của chúng ta tổng cộng có 4 đồng phân. Ok chưa? Xịn chưa? Bao nhiêu anh em thấy, bao nhiêu bạn thấy là skill đồng phân của thầy cực kỳ kinh dị, và nắm nó thì mình cầm chắc điểm cao trong đề thi giữa học kỳ 1. Chấm cái nhá. Bạn nào muốn có skill này thì comment là xin thầy cho em phương pháp tìm đồng phân. Ok ạ. Câu 20 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại este? Este thì nhóm chức đặc trưng của nó là nhóm chức CO đúng không ạ? Vậy chất thuộc bọn este chắc chắn là chất C rồi. Không có gì phải bàn cãi nữa. Bây giờ sang phần bài tập đây. Gay cấn ở đây. Bắt đầu là những bài tập mà chúng ta hay bị lừa. Các bạn cũng quan sát cách giải của thầy nhá. 6,12 gram. 6,12 gram. Hỗn hợp gồm glucose và saccharose vào nước, thu được dung dịch Y. Vậy đây là dung dịch Y này. Cho Y tác dụng với Ag NO3 trong NH3 dư thì mình thu được bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 3,24 chia cho 108 thì bằng 0,03. Mình lưu ý cho thầy rằng là anh glu ấy thì tráng bạc, và một glu thì cho mình hai bạc, còn anh sát thì không tráng bạc. Vậy suy ra số mol bạc này này, số mol bạc này này là sinh ra do thằng glu thôi, và một glu cho ra hai bạc, nên mình sẽ tìm được số mol glu bằng số mol glu bằng số mol glu bằng số mol bạc chia cho 2 bằng 0,03 chia 2 bằng 0,015. Vậy đến đây, mình sẽ tìm được số mol glu là 0,015. Và câu chuyện chúng ta tìm khối lượng của xác rất đơn giản. Khối lượng của xác thì chính bằng 6,12 trừ khối lượng của glu, và bằng 6,12 trừ đi 0,015 nhân 180 bằng bao nhiêu ạ? 6,12 trừ 0,015 nhân 180 bằng 3,42 gram. 3,42 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Quá dễ luôn. 3,42 gram. B. Bỏ. Câu 22 nào. Câu 22. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một STX đơn chức
Lưu ý ở đây là STX đơn chức nhá. Được không ạ? STX đơn chức này 0,2 mol này thì cần dùng vừa đủ dung dịch chứa NaOH này, vừa đủ này là bao nhiêu? 16 chia 40 bằng 0,4. Ú. STX đơn chức. Bình thường STX đơn chức ấy, các em thấy điều lạ đấy không? Bình thường STX đơn chức thì số mol NaOH bằng số mol STX. Thế mà ở đây cần vừa đủ mà số mol của NaOH lúc này chia cho số mol STX lại bằng 2 cơ. Lạ quá. Và bằng 2 này khiến ta nghĩ đến ngay X là este của phenol. Đấy, mình phải nghĩ ngay, liên tưởng ngay đến X là este của phenol. Ok, chính xác luôn. Rất tốt. Đây, thầy Thành nhìn thấy có một bạn đã dự đoán được nó là este phenol này. Rất tốt. Thế thì khi mà tác dụng với NaOH ấy thì nó sẽ tạo thành muối và nước, đúng không ạ? Thì số mol nước chính bằng số mol, số mol nước thì chính bằng số mol este của phenol và bằng 0,2. Mà ở đây đề bài lại bảo là cho thu được 39,6 gram các hợp chất hữu cơ sau phản ứng. Đấy, vậy mình sẽ có khối lượng của chất rắn sau phản ứng là các hợp chất hữu cơ là muối đấy ạ, là 39,6. Là 39,6. 39,6. Vậy hoàn toàn tới đây mình đi bảo toàn khối lượng. Tới đây mình đi bảo toàn khối lượng ngay và luôn. Mình có khối lượng của X cộng với khối lượng của NaOH thì chính bằng khối lượng của muối cộng với lại khối lượng của nước. Được chưa? Ok chưa? Và hoàn toàn mình sẽ có suy ra khối lượng của X nó sẽ chính bằng khối lượng của muối là 39,6 cộng khối lượng của nước là 0,2 x 18 trừ khối lượng NaOH là 0,4 x 40 bằng 27,2. Thì ngay lập tức mình tìm được phân tử khối của X sẽ bằng 27,2 chia cho 0,2 bằng 27,2 chia 0,2 136. Và nó là este đơn chức kèm nhá. Nó là este đơn chức mà bằng 136. Thì có nghĩa anh este này chúng ta sẽ có dạng là R COOR phải. Từ đó mình sẽ tìm được, từ đó mình sẽ tìm được là anh R cộng với R phải bằng bao nhiêu. R cộng với R phải bằng 136 trừ 44. 136 trừ 44 bằng 3,136 trừ 44 ạ. 92. Thế thì đến đây mình sẽ xét được là tổng số nguyên tử carbon trong R và R phải. Carbon R cộng R phải thì gần bằng bao nhiêu ạ? 92 chia 14. Đây là một skill nữa của thầy. 6,5. Thì bây giờ mình lấy gần bằng 7 đi. Thế mà este của phenol nên bắt buộc cái đầu, este của phenol nên bắt buộc cái đầu R phải nó phải lớn hơn bằng 7. Nó phải lớn hơn được bằng 6. Đúng không ạ? Vậy suy ra nó chỉ có thể là anh HCO CH3 COO C6 H5. Thì đây, anh này cộng anh này bằng 7. Hoặc là HCOO C6 H4 CH3. Và khá nhiều bạn nhìn đây thì chọn nhá. Khá nhiều bạn nhìn vào đây thì lại chọn được một cái đáp án, đó là có hai đồng phân nhá. May thế trong này không có hai đồng phân. Đây bài hỏi là số đồng phân thỏa mãn. Vậy này,
Mình có này. Vẽ ra. Anh này là CH3 COO thì là một đồng phân là đúng rồi. Ok không ạ? Thế còn anh này sao? Anh này hơi nhiều đồng phân đấy. HCOO này. C6H4 này. CH3 bây giờ thì cho CH3 chạy này. Hoặc đây vị trí là đồng phân số 2, đây là đồng phân số 3, đây là đồng phân số 4. Bọn này trục đối xứng 2 3. Vậy suy ra chúng ta sẽ có bao nhiêu đồng phân ạ? Chúng ta có tổng cộng 4 đồng phân. Kèm nhá. Đáp án đúng chúng ta là cấu tạo thỏa mãn phải là 1. Đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án C. Nhớ chưa? Ui rồi lại câu đồng phân nữa này, câu 23 này. Anh em hiểu bài không ạ? Các bạn hiểu bài không ạ? Các bạn hiểu bài thì chấm cái để thầy biết nhé. Chấm một cái để thầy biết câu 23. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân este mạch hở? Thì để tìm được về đồng phân este mạch hở thì mình sẽ có gì ạ? Lại về câu cũ thôi. R1COO R2 skill này quen rồi. R1 cộng R2 bằng 4. 0 cộng 4. 1 cộng 3. 2 cộng 2. 3 cộng 1. 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1. 3 có 2. 4 có 4. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng 9 đồng phân. Ok chưa? Xịn chưa? Đây chắc chắn là phương pháp mà các bạn đang tìm. Nếu các bạn chưa biết đến nó thì hãy vui lòng comment xin thầy phương pháp đồng phân cực xịn nha. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 24. Để rửa sạch chai lọ đựng anilin thì anilin là C6H5 NH2. Anh này có tính bazơ yếu và đặc biệt là nó ít tan trong nước. Và do nó ít tan trong nước nên dẫn đến là khó rửa sạch bằng nước. Và chính vì vậy nên mới phải nảy sinh ra cái câu hỏi là để rửa sạch lọ đựng anilin thì chúng ta không thể rửa bằng nước được, mà phải rửa bằng một cái thằng nào đó mà nó tác dụng anilin. Và thằng anilin này nó có tính bazơ yếu nên nó sẽ tác dụng với những thằng có tính axit. Vậy thì ở đây câu chuyện chúng ta là rửa bằng HCl sau đó rửa lại bằng nước. Chúng ta cùng nhìn cái cơ chế rửa sạch cái lọ đựng anilin nhé. Khi mà mình cho HCl vào ấy thì anilin vốn dĩ là ít tan trong nước, nó tác dụng với HCl ấy thì nó tạo thành là C6H5NH3Cl. Và anh này là muối. Và anh này lại còn dễ tan trong nước. Chính vì vậy nên là rửa lại bằng nước là xong. Ngon lành canh đáo. Câu 24 chúng ta đáp án B các em nhé. Câu 25. Dãy các chất thì đều phản ứng được với CO2 hai lần ở điều kiện thường. Thì điều kiện để mà phản ứng được với CO2 hai lần ở điều kiện thường ấy thì chúng ta nắm cho thầy là gì? Là tương đương với là hoặc là có OH đa kề. Có nghĩa là có nhóm OH đa kề, ví dụ như ethylene glycol hoặc glycerol, hoặc là nó có tính axit. Thế thôi, câu chuyện đơn giản. Và ngay lập tức mình nhìn ở trong đáp án là mình chọn được luôn rồi. Glucose có nhóm OH đa kề này, 5 nhóm OH. Glycerol có 3 nhóm OH đa kề này. Saccharose cũng có OH đa kề này. Thế thì câu chuyện của chúng ta là nhìn một phát là mình chọn được ngay đáp án A chứ đúng không các em? Có dễ không? A. Ui, 26. Làm nhanh xem nào. 26 làm nhanh đáp án gì nào? Comment nhanh đáp án của 26 này. Các bạn comment nhanh đáp án của 26 xuống đây thầy coi nào. 26 đáp án gì ạ? 26 ạ. Cho biết số amin của C5H13, có nghĩa là câu hỏi ở đây là đặt ra câu hỏi là C5H13N có bao nhiêu đồng phân amin. Úi rồi, đây là mấy đứa này chưa kịp đọc xong câu hỏi đó đã comment đáp án rồi này. Nhìn kinh dị không? Nhìn kinh dị không? Anh em nhìn thấy sợ không? Thế bây giờ mình có nha. Đây 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 đây. Amin này. Bậc 1 5. Đấy, tổng số nguyên tử carbon là 5. Bậc 1 5, phân tích thành một số hạng. Bậc 2 này, hai số hạng này. 1 cộng 4
2 cộng 3. Bậc 3 này, phân tích thành 3 số hạng này, câu chuyện dễ lắm. 1 cộng 1 cộng 3, 1 cộng 2 cộng 2. Xịn chưa? Đếm nhá, đếm nhá. 3 4 5 2 4 8. 0 1 2 thì chỉ có 1. 0 1 2 thì chỉ có 1 thôi. 3 mình có 2. 4 mình có 4, 5 mình có 8. 8 đồng phân amin bậc 1. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 x 1 bằng 1. 8 cộng 4 cộng 2 cộng 1 bằng bao nhiêu? 8 cộng 4 bằng bao nhiêu đây? 16 cộng 1 bằng 17. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, 17. A, 17. Các em thấy xịn chưa? Các em thấy xịn chưa? Đây này, câu 27 này. Bao nhiêu bạn muốn sở hữu cái skill tìm đồng phân này thì vui lòng comment xuống nhá. Mai thầy gửi một video cực kỳ chi tiết, một tài liệu cực kỳ xịn sỏ. Câu 27 ạ. Đun nóng 29,2 gram gliala. Câu này thầy nghĩ là nhiều bạn chưa học đến, nhưng mà thầy cũng dạy cho các em trước cái skill của thầy đi, để cho các bạn nắm được, biết được đây là một trong số những skill cực kỳ kinh dị. Gliala này, mình tìm số mol của nó bằng 29,2 chia cho phân tử khối của gli là 75, phân tử khối của ala là 89, trừ đi một nước, một liên kết peptide là một nước, là trừ đi 18, thì số mol của nó sẽ bằng là 75 cộng 89 trừ 18 bằng 29,2 chia n bằng 0,2 mol. Nhìn kỹ này, cho tác dụng với NaOH thì sẽ tạo thành, các bạn nhìn kỹ nhá, gli trừ 1 hydro cộng 1 natri. Skill này thầy chỉ dạy trong khóa S1 của thầy thôi, nhưng mà hôm nay các bạn ủng hộ thầy nhiều quá nên thầy phô một tí skill để cho các bạn nhìn, là cho các bạn biết rằng là S1 của thầy học VIP như thế này. Đây bảo toàn này, gli này 0,2 này, bảo toàn ala này 0,2 này, và đây chính là mờ muối. Thầy tính mờ muối này nhàn lắm, học hóa nhàn lắm. Nếu các em mà đang học hóa vất vả thì chứng tỏ là các bạn chưa tìm được người dạy hóa nhàn cho các bạn thôi. 0,2 nhân với mở ngoặc đơn này, glu 75 trừ đi hydro là trừ đi 1, cộng natri là cộng 23, được không ạ? Cộng tiếp khối lượng của ala, 0,2 nhân ala là 89 trừ đi 1 cộng với 23, được không ạ? Bằng 0,2 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng 22 cộng 89 cộng 22 bằng 41,6. Xịn chưa? Xịn chưa? Skill kinh dị chưa? Bao nhiêu bạn thấy hạnh phúc khi hôm nay được nhìn thấy cái skill kinh dị của thầy thì vui lòng chấm xuống cái nhé để thầy biết. Câu 28. Câu 28. Một câu chọn số nhận định đúng sai mà các bạn rất rất hay sai, và đa số các bạn cũng kinh sợ phần này đúng không? Số phát biểu sai là, lưu ý nha, số phát biểu sai là, được chưa? Nào, số phát biểu sai là glucose. Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Glucose là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Chính xác. Glucose là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Chất béo là dieste. Sai nhá, nó phải là trieste. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Chính xác. Ở nhiệt độ thường thì triolein ở trạng thái rắn. Sai. Triolein nó phải ở trạng thái lỏng bởi vì nó là chất béo không no. Trong mật ong chứa nhiều fructose. Chính xác, chứa 40% mà. Đây, 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 đây. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Chính xác tiếp. Vậy số phát biểu đúng mình có là A, có C, có E, có F. Mình có 4 phát biểu đúng. Vậy bao nhiêu phát biểu sai? Mình chỉ có 2 phát biểu sai nhé. Các bạn đừng chọn nhé. Các bạn đừng chọn 4 hay là toang này.
Đây bài hỏi phát biểu sai cơ. Nên đáp án đúng là đây B và D nên mình chỉ có hai phát biểu sai thôi. Ok chưa? Hai phát biểu sai. Câu 29 là một câu cực kỳ đặc biệt. Nó kinh dị. Nó kinh khủng. Nếu các bạn nắm được cái skill của thầy. Bây giờ thầy tổng hợp cho bạn nhìn ra, xong tí rồi mới lộ skill. Hỗn hợp x số mol là 0,3. Được chưa? Gồm hai amin no. Đề bài chỉ nói cho mình là hai amin no thôi nhé. CN H2N cộng 2 cộng x NX và một ăn cam CM H2M cộng 2 thì cần vừa đủ oxy. Số mol oxy là 22,12 chia 2,4 bằng 0,9875. Được chưa? 0,9875. Thì thu được CO2 0,5 mol. Thế thì ngay lập tức mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy mình tìm được số mol nước. Bởi vì ở bên trong thằng X thì anh amin không có oxy, anh ăn can không có oxy và oxy nó chỉ nằm trong thằng O2 nên mình bảo toàn số mol của nguyên tử nguyên tố oxy trước phản ứng là 0,9875 nhân 2, đấy là trước. Trừ đi hai lần số mol CO2, trừ đi 2 nhân 0,5 ra số mol nước luôn, 0,975. 0,975. 0,975. Đây này, bây giờ thì mới lộ skill này, các bạn cùng nhìn nha, các bạn cùng nhìn skill nha. Các bạn cùng nhìn kỹ skill nha. Mình luôn luôn có N nước trừ NCO2 trừ N N2 chính bằng N X. Đây là một công thức cực kỳ kinh dị mà do thầy Minh chứng minh và nó đúng. Các bạn nhìn kỹ nhá. Vậy bây giờ áp dụng cho bài này này. Các bạn cùng nhìn đây này, áp dụng cho bài này. Suy ra từ đây thì tìm được số mol của N2 khi mà đốt cháy 0,3 mol X bằng 0,975 trừ 0,5 bằng, đấy chưa, trừ đi 0,3 bằng số mol N2 bằng 0,175. Ok chưa? Và bây giờ câu chuyện của thầy chỉ cần đi tìm khối lượng của x thôi thì có bảo toàn khối lượng. Thầy có khối lượng của x cộng với lại khối lượng của oxy thì bằng khối lượng của CO2 cộng với lại khối lượng của nước. Đúng không ạ? Thế thì mình có này, mình có này. Ngay lập tức mình tìm được khối lượng của x. Nó bằng. Đây chỗ này còn thiếu cộng khối lượng của nitơ nữa. Khối lượng CO2 là 0,5 nhân 44. Khối lượng của nước là 0,975 nhân 18. Khối lượng của N2 bằng 0,175 nhân 28. Vậy là bằng 0,5 nhân 44 cộng 0,975 nhân 18 cộng 0,0175 nhân 28 trừ đi khối lượng của oxy là 0,9875 nhân 32. 0,9875 nhân 32 bằng 12,85. Thế thì cái câu chuyện ở đây là đề bài bảo là xác định giá trị của V khi đốt cháy 2,57 gam hỗn hợp X. Thế thì ở đây mình có là khi đốt cháy, khi đốt 12,85 gam X thì mình thu được là 0,175 mol N2 rồi. Vậy bây giờ là đốt 2,57 thôi, 2,57 gam X thì mình thu được bao nhiêu? Thì mình có là 12,85 chia cho 2,57 bằng 5.
0,175 chia n bằng 0,0351 n2. Xịn chưa? Và mình nhân đấy 2,4 0,784 lít. Đáp án đúng là đáp án A. Và ở trong cái câu này thì cái công thức này của thầy nó quyết định việc em có giải được bài này nhanh hay không. Cả một bài toán quyết định chỉ bởi một công thức. Và câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay, câu 30. Câu 30 này nhìn trông hoang mang tuyệt tột độ luôn. Đúng không ạ? Các bạn cùng đọc câu, các bạn có muốn đọc câu 30 không? Các bạn muốn đọc câu 30 không? Chẳng ai muốn đọc. Đúng không ạ? Chẳng ai muốn đọc câu 30. Thế liệu mình có cách giải nhanh không? Các bạn nhìn nhá. Đầu tiên đề bài cho mình đây là carbohydrate. Ở đây cho carbohydrate, ok. Carbohydrate của mình thì mình có những anh nào nhỉ? À, liệt kê những anh carbohydrate có đây. Glu. Glu Fructose là 1 nhỉ. C6H12O6 nhỉ. Phân tử khối bằng 180. Sacman C12H22O11 nhỉ. Phân tử khối bằng 342. Tinh bột này. Sen này. Là gì nhỉ? C6H10O5 tất cả N lần. Phân tử khối bằng bao nhiêu nhỉ? 162 N. Đề bài cho 0,0855. Các bạn cùng chú ý ra này. Thầy chẳng cần đọc những cái khác. Nom thầy làm nhá. Nom thầy làm đây. Câu chuyện đơn giản lắm. Thầy lấy 0,0855 chia từng phân tử khối này. 0,0855 chia cho 180 bằng 4,5 nhân 10^4. 4,75 nhân 10^4. À, số mol này cũng nghe vẻ cũng ổn đấy. Chia cho 342 bằng cũng đẹp. 2,5 nhân 10^4. Thế là không loại được C6H12O6 và C12H2O11 rồi. 162 xem. À, thằng này số xấu. 0,0005277 loại thằng tinh bột với sen. Thế là mình đã có 50-50 rồi. Ta chọn liều là được. Đây là cách chọn liều nhá. Đấy là dành cho những bạn không biết gì để chọn liều câu này nhá. Thế còn những bạn biết gì thì sao? Thì đọc thêm như thế một tí. Anconitilic là C2H5OH. Acid formic là HCOOH. Có một điều đặc biệt ở cả hai này là phân tử khối của nó đều bằng 46. Được không ạ? Và ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol. Số mol của 0,0552 gam hỗn hợp hơi kia nó sẽ bằng là 0,0552 chia 46 bằng 0,552 chia 46 bằng 1,2 nhân 10^3 mol. Mặt khác, đề bài lại nói chúng ta rằng là làm bay hơi 0,4104 gam x thì thu được 0,052 gam hỗn hợp hơi gồm ancol và axit. Điều này tương đương với việc là 1,2 nhân 10^3 này cũng chính là số mol của 0,4104 gam x. Và từ đó mình tìm được phân tử khối của x nó bằng 0,4104 chia cho n bằng 342. Sao rồi? 320 biết chọn gì không em? À. Ok. Các em hiểu không ạ? Dễ không ạ? Đấy là cách giải nhanh nhất dành cho câu này. Rồi. Đến đây thì xin phép kết thúc cái buổi live ngày hôm nay để trợ giúp cho tất cả các bạn ôn thi giữa học kỳ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em liên tục theo dõi thầy, click nút chuông, không bỏ qua bất kỳ một livestream nào của thầy và không bỏ qua bất kỳ một tài liệu nào của thầy. Bởi vì bắt đầu từ nay thì sẽ tăng rất nhiều tài liệu dành cho tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học này của thầy. Những bạn nào
mà muốn tìm hiểu về khoa học cũng như tìm hiểu về sách của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage để nhận được sự tư vấn nhanh nhất. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào các buổi live stream sau.